Đang có công nhận với mình một điều, trời sống thì ăn rất hăng nhưng mà ngâm chua thì ăn hơi bị cuốn luôn á. Làm thì lại rất là dễ luôn. Let's go. Ở đây thì mình chọn tỏi cô đơn để lọc vỏ cho nhanh và sắc thì nó cũng dễ. Các bạn có thể dùng các loại tỏi khác nha, chứ không nhất thiết phải giống như tôi đâu nha. Rồi, mình sẽ lọc vỏ nó ra. Ở đây có chị em nào mà ghiền ăn hủ tiếu mà có hủ tỏi ngâm như mình không? Trời đất ơi, cái quán nào mà có cái tỏi ngâm này là tôi khoái vậy lắm mọi người. Ăn nó không có bị ngấy á mọi người. Mà hồi đó mình có làm một lần, không có biết làm á, cái tỏi ngâm xong nó sẽ lè sẽ lét. Nhưng mà bây giờ tôi đã có bí quyết rồi nha. Công nhận cái tỏi cô đơn nè, cả nhà lột ra nhìn củ tỏi nó rất là dễ thương luôn. Mà tự nhiên đặt ta tên cô đơn nghe lẻ loi đơn coi sao. Gặp tôi là tôi sẽ đặt tỏi mập, tú nù hay là tỏi bé bự vậy. Tôi nghi ngờ cái ông mà đặt cái tên cô đơn này cho cái tỏi này là lúc đó ông đang bị thất tình đâu quý vị. Tôi đảm bảo với mấy bà là bị thất tình á. Công thức và cách làm á thì mình sẽ ghim cụ thể trên màn hình cho cả nhà nha. Đùa chút xíu cho vui vậy thôi, chứ thật sự thì mình biết là cái tỏi này tên cô đơn là chẳng qua trồng sao lên vậy à, không nhảy thêm con cái vậy giáo á. Tỏi thì chắc bạn nào cũng biết là rất tốt cho sức khỏe rồi, nó giúp chúng ta trị cảm cúm nè, nghe tăng cường đề kháng nè, nói chung là rất là nhiều công dụng luôn. Nhưng mà tỏi sống á thì ăn rất là hăng và cay, mình không bao giờ ăn tỏi sống được luôn á cả nhà. Nhưng mà xào nấu cái gì á mà thêm tỏi thì cực kỳ thơm luôn, mình rất là thích tỏi luôn. Chắc là các bạn sẽ nói với mình là ăn tỏi nhiều thì sẽ bị hôi nách nè, hôi chân hoặc là hôi miệng. Nhưng mà bây giờ thì mình đã bớt lo rồi. Các bạn còn nhớ có lần mình chia sẻ về cái chai tinh dầu chỉ hôi nách và hôi chân không? Một tuần á chỉ xài có một lần thôi đối với những bạn nào mà bị hôi nách nhẹ nhẹ như mình á. Cho nên là rất là yên tâm luôn á. Tỏi sau khi ngâm khoảng 2-3 ngày thì có thể ăn được rồi cả nhà. Đây là cái hũ mình làm trước đó nha. Còn cái này là mình vừa làm quay cho các bạn xem đó. Các bạn xem nè, tỏi rất là trắng luôn, không hề có màu xanh luôn á. Mà không lẽ giờ cầm miếng tỏi ăn không quay cho mấy bà coi. Rồi tôi phải phóng một cái vù đi mua cái tô bún riêu giò heo về mà để ăn kèm quay cho mấy bà xem. Đây là một trong những chỗ bán hủ tiếu bún riêu ngon nhất nhì ở xóm tôi đó nha quý vị. Thấy ai làm review đồ ăn mà có tâm như tôi chưa? Mua hẳn một tô bún riêu để quay cái hủ tỏi cho mấy bà coi thôi. Nói chung á, ăn mà có tỏi á thì làm chúng ta ngon miệng hơn và đỡ ngấy rất là nhiều luôn cả nhà. Tỏi nó giòn giòn nè, vị chua chua ngọt ngọt là không hề hăng hay là cay luôn. Ăn cái này á là rất tốt trong cái mùa dịch giả này luôn cả nhà. Nó làm cho chúng ta tăng đề kháng lên và đặc biệt á thì nghe nói là ăn rất là tốt cho tim mạch luôn á các bạn. Bạn nào mà ghiền ăn tỏi ngâm như mình á thì thử với cách làm này nha, đảm bảo là không sợ tỏi xanh luôn mà ăn lại rất ngon. Hai hai, chào tạm biệt cả nhà đây nha. Đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nè. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nha. Bye bye.